Chúng tôi đang tích cực làm rõ cái chết của Tinh Nhiên. Những đoạn băng này đã được xem rất kỹ. Cho tôi nghe cuộc đối thoại này. Dạ. Bình thường. Anh có đem cho mày sữa nè, bánh nè, mứt này kia kia nọ. Rồi còn có lê, táo nè. Bữa anh nghe bà già nói mày thèm muối ớt, anh có đem cho mày luôn nè. Mày cần gì nữa không? Nè, ông xin gì đi, xin muối ớt ăn mày. Tự nhiên em thấy thèm thôi chứ, trong đây gì cũng có hết anh. Thôi em đi vô, anh giữ gìn sức khỏe. Tên can phạm kia có thời gian sống ở thành phố, bị bắt về tội sử dụng ma túy và buôn bán vũ khí trái phép. Tuy nhiên hắn có biểu hiện thành khẩn và chuyển hóa rất tốt. Hắn có tên là Nguyễn Văn Tấn, tự Tấn Hí. Hắn được đặt cách cho lao động công ích trong khu vực trại. Có thể thuốc độc được đưa vào trại thông qua tên Tấn này. Thẩm vấn tên Tấn ngay lập tức. Rõ. Cảm ơn đồng chí. Dạ không có gì. Dạ anh. Mày làm gì mà lâu dữ vậy? Dạ em sợ bị phát hiện nên phải đi đường vòng. Vậy có ai biết mày đến đây không? Dạ không, em cẩn thận lắm. Đây là con đường mà Cờ Blanc thường sử dụng khi bí mật đến với hạt kiểm lâm. Tôi đi đến nhà Cọp Lan mất bao nhiêu phút? Sao lại tính là phút? Tao đang tính độ cơ động của bọn đàn em Cọp Lan. Em nghĩ mình phải nên đánh nguội, nó mới không kịp trở tay. Nhưng mà con cọp già này cũng lắm miếng à nghe. Thôi được rồi, mày về đi, không tụi nó thấy. Dạ. Tôi đã hiểu rõ hơn về lão già này rồi. Cứ yên tâm đi. Ngày hôm qua anh lao động ở khu vực nào vậy? Dạ ở khu A. Có gì không cán bộ? Tôi đang muốn hỏi anh về vụ đầu độc đó. Dạ vụ thần viên gì đó bị chết vì đầu độc không cán bộ? Đúng. Viên
đã bị đầu độc chết bằng muối ớt. Thật đáng sợ phải không? Ai? Ai đã truyền muối ớt cho Nhiên hả? Ai? Dạ, em khai. Dạ, cuối tuần trước thằng Hiệp ghé tới nhà em để mượn giấy phép thăm nuôi. Nó với em là bạn. Nó có nhắn với em là mày sẽ nhận được quà thăm nuôi, trong đó có một lượng thuốc độc đủ để hạ sát thằng Viên. Nó cần phải im lặng vĩnh viễn, còn tiền sẽ được chuyển cho mẹ em. Thật dã man. Vậy Hiệp kẻ bây giờ đang ở đâu? Dạ, nó giờ là nhân viên trong khách sạn 39. Em nghe nè anh. Chào em. Dạ chào anh. Em có thể giúp được gì ạ? Anh bên cảnh sát hình sự. Dạ bên này. Cảm ơn em. Mình đi. Hiệp đâu rồi em? Dạ anh Hiệp vẫn dọn phòng ở lầu 2 ạ. Anh xin phép. Cái này là... Hình như chiếc giày này là của anh Hiệp. Sao nó lại ở đây? Chào anh. Anh tìm ai? Tôi tìm anh. Tìm tôi? Có chuyện gì không? Tôi là Trung. Tôi tới từ tổ trọng án. Tổ trọng án? Anh không mời tôi vô nhà được hả? Dạ được. Mời anh vô nhà. Thank you.
Ngồi đi anh. Mời anh uống nước. Cảm ơn anh. Tôi có một việc cần sự hợp tác của anh. Việc gì vậy? Trong số những người này, anh biết ai? Người này là Quy Hùng, bạn của tôi. Còn những người này thì tôi không biết. Anh ta làm nghề gì? Trước đây thì chơi chung với tôi, nhưng lâu rồi không gặp nên không biết làm gì. Trước đây thì buôn gỗ ở miệt Gia Lai Kon Tum. Bây giờ anh ấy có còn làm cái gì liên quan tới gỗ không? Thí dụ như là thiết kế nội thất, buôn bán bàn ghế, đồ gia dụng chẳng hạn. Nghe nói là anh nghỉ làm gỗ rồi vì có thằng con quậy quá. Anh biết con của anh ta? Chẳng những biết mà còn rành nữa là khác. Người vợ đầu tiên không con rồi ly dị với lý do hổng đâu hết á. Hiện giờ thì đang sống với người vợ có thằng nhóc đó đó. Không có công sanh nhưng cũng có công dưỡng. Bạn tôi thuộc loại có tâm tốt lắm. Vì không có con nên coi thằng Nhi như con ruột. Vậy còn người vợ cũ của anh ta, cô ấy sống ở gần đây không? Có, đang ở Thủ Đức. Cảm ơn. Dạ không có gì. Mời vô. Anh ba. Chú Tư hả? Mời chú Tư ngồi uống nước. Căn hả Tư Dũng? Khi không mà xảy ra chuyện này mà đã. À, hai đứa tôi cử về, được việc không vậy? Dạ tốt anh. Tuổi trẻ mà, lúc nào cũng muốn lao vào lửa. Quan trọng là họ được trao trọn niềm tin, chú hiểu không? Dạ. Bây giờ chú hãy bình tĩnh, nói tôi nghe rõ từng chi tiết, rồi anh em mình cùng bàn cách tháo gỡ. Thằng Quy Hùng nó đâm đơn kiện là mệt đó. Tội lạm quyền, làm trái quy định, làm lộ chuyên án là khó đó nghe. Thôi mà không sao đâu. Với cấp trên á, chú cứ để tôi lo liệu. Chú cứ chuyên tâm vào chuyên án và kết thúc càng sớm càng tốt. Dạ. Nó muốn cái gì nữa chứ? Tao sập phẳng mà. Cập Lan hỏi đại ca về số gỗ mà đại ca chuyển ra rừng tối hôm qua. Ông ta còn nói trong khu rừng này không có gì lọt qua khỏi con mắt của ông ta được. Nhưng mà em thấy Cập Lan không quan trọng, chủ yếu là tụi nhỏ biết đại ca ăn gian. Nhất là thầy Tư, ổng mà biết đại ca ăn nói làm sao được. Mày im! Đi tìm thằng đồng phí với tao. Dạ dạ dạ. Mẹ mày! Đại ca! Đại ca! Cái gì? Cái gỗ bị mất hết rồi. Sao? Dạ cái Cập Lan chạy chỗ cho kiếm làm mất. Mày biết luôn. Mày cái đầu mày.
Anh là ai? Đến đây có việc gì không? Có nói thì ông cũng không biết đâu. Nói chung tôi là chủ cái lô gỗ mà ông vừa bắt ở cái lô hôm sau á. Mời anh qua đây. Anh đến có việc gì không? Tôi muốn hỏi về cái lô gỗ mà chưa nhập kho ở ngoài kia. Mấy ông cho cái giá đi. Không có cái giá nào cho việc khai thác gỗ trái phép hết. Chưa kể khi công an vào cuộc nữa. Vậy hả? Đó là câu trả lời cuối cùng sao? Không có câu đầu tiên mà cũng không có câu cuối cùng. Tôi chỉ làm đúng quy định. Vậy quy định có ghi rõ là lão già Khợp Lan có quyền chuyển gỗ lậu, bảo kê đường trước mặt trước mũi các ông không? Tôi không có trách nhiệm trả lời ông về câu hỏi này. Ông còn gì nữa không? Tất nhiên là hết rồi. Nhưng mà tôi muốn nhắc cho các ông một điều. Tôi sẵn sàng nghe. Nè, bỏ cái trò đó đi, nếu còn muốn thở. Sao đâu? Dạ. Đó chỉ là một dạng hà bà. Dạ. Anh Sáu, anh Sáu. Lớn chuyện rồi. Chuyện gì? Có thằng vào thẳng xào quyệt của Cặp Lan xin tí quyết. Tin này mày lấy từ đâu? Nghe nói đâu Cặp Lan chọn nó để lấy lòng tụi cớm. Thằng này nghe được xách đạn đồ qua chơi. Chú cơm nước gì chưa? Ông kêu tôi qua đây có nhiêu đó thôi hả? Nghe anh nói nè. Bao nhiêu? Cái vụ này chú muốn bao nhiêu anh cũng chi hết. Cái điều quan trọng, anh sẽ đưa chú mời lên làm cơm làm kẹo xứ này. Dâu dữ phải có này hay chứ chú. Ứng trước đi. Chờ anh một chút. Anh khoái chú rồi nghe. Đớp rẻ. Chuyện vừa rồi đi qua rừng trót lọt. Nhưng mà chuyện sao phải coi chừng đó. Ê, có ai kia? Đi đâu đây? Muốn gì mày? Nếu mày bước thêm một bước nữa thì lưỡi dao thứ hai cắm ở đâu mày cũng biết rồi đó. Cô em, anh đến cái đất này không có ý trêu chọc ai cả. Vì hai cái xác ngoài rừng là sự đùa giỡn trái luật, mày không nên có mặt ở đây. Vậy nếu
Anh muốn định cư với em thì sao? Tiếc là anh không có quen đến phụ nữ. Thôi, bỏ đi. Nhưng nói với thằng y sinh và cả ông già của em nữa, nếu muốn thì cứ đàng hoàng gặp anh, hỏi thăm sức khỏe nhau một chút cho lịch sự. Ok.